Hữu xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube Hữu Du Hà này. Như vậy, ở tập trước chúng ta đã có một cuộc hành trình làm thủ tục ở cửa khẩu biên giới, sau đó vượt biên đến đất nước Campuchia với rất là nhiều điều thú vị đúng không các bạn? Và đã dừng chân khi còn vài trăm mét nữa tới bãi biển Kép thuộc tỉnh Campuchia, một trong những bãi biển được cho là đẹp nhất của khu vực. Nói tiếp cuộc hành trình đó, ngày hôm nay chúng ta sẽ chính thức đặt chân và khám phá bãi biển này. Và cuộc hành trình của chúng ta sẽ như sau. Đầu tiên làm gì thì làm cũng phải lo chỗ ngủ nghỉ trước, nếu không đêm đến thì màn trời chiếu đất mắt à. Hữu sẽ đi tìm khách sạn và đã tìm được một nơi khá là ưng ý với chủ là người Campuchia chính gốc. Sau khi tìm được khách sạn rồi thì còn chần chờ gì nữa, quẩy thôi các bạn ơi. Hữu sẽ đi dạo một vòng bãi biển Kép để xem biển ở đây như thế nào, có đẹp hay không ha. Đồng thời đó là khám phá các hoạt động trên biển như hoạt động bắt cá, hoạt động vui chơi và cả hoạt động tìm vàng của bà con bản địa. Khám phá cuộc sống về đêm của bãi biển này và cũng không quên thưởng thức hết ẩm thực địa phương. Chúng ta có món gỏi dầm Bà Khía, món mì xào Campuchia, xào bằng một gói mì rất đặc biệt. Và nó đặc biệt như thế nào, một chút xíu nữa mình sẽ bật mí sau nha. Món này và món này nữa. Bên cạnh đó thì Hữu đã bắt gặp một loại trái cây mà lần đầu tiên Hữu được thấy và ăn trong đời. Nó vừa giống trái sung, vừa giống trái bon bon, mà cũng rất là trái măng cụt. Ha ha, thật sự rất là lạ luôn. Ngoài ra còn có rất là nhiều điều thú vị khác trong chuyến đi lần này. Các bạn đừng bỏ lỡ và hãy đồng hành với mình thôi nào. Đây là vị trí của bãi biển Kép, nhân vật chính mà ngày hôm nay chúng ta sẽ khám phá. Là cái mũi nhô ga xa nhất của khu vực này trên đất nước Campuchia. Và cách biên giới của Việt Nam khoảng chừng 30 cây số. Giờ thì bắt đầu cuộc hành trình với mình nào. Như vậy, sau khi vượt biên qua khoảng hàng chục cây số từ cửa khẩu Xà Xía ở giữa biên giới của hai nước Việt Cam, giờ thì Hữu đang tiến đến gần lãnh địa của biển Kép, một trong những vùng biển được cho là đẹp nhất của nước bạn. Xe hơi xếp thành một hàng dài chứng tỏ cũng có khá là nhiều khách du lịch đến đây. Nếu mà không biết từ trước đây là Cam thì mình còn tưởng đâu mình đang ở đất nước Việt Nam, như là đang ở Vũng Tàu hay Phan Thiết vậy chứ. Vì nhìn mọi thứ rất là giống Việt Nam của chúng ta luôn các bạn. Đường xá mỗi lúc một đông hơn. Và tới đây mình đã thấy rất là nhiều hàng quán, rồi thì mấy cái xe đẩy bán đồ ăn, đồ uống của người dân bản địa. Con đường này chia khu vực ra làm hai, một bên là các hàng quán, nhà cửa, còn một bên là bãi biển. Bức tượng cô gái ngồi bên dưới được xem như là cột mốc đánh dấu ranh giới của bãi biển Kép xinh đẹp. Bức tượng này cũng có một điều khá là đặc biệt. Cùng mình đến gần bức tượng hơn để xem điều đặc biệt đó là gì nha. Mọi người ơi, Hữu lại tiếp tục dừng chân ở một địa điểm có một cái pho tượng của một cô gái ha. Thì bây giờ Hữu sẽ tiến sát ra bên đó luôn để ngắm nhìn pho tượng cô gái của chúng ta. Và đặc biệt nữa là có vẻ như Hữu đã đến được thực sự là cái bãi biển Kép của đó mọi người. Tại vì ở đây là cát rất là trắng luôn và rất là đông người luôn. Một bãi biển dài và rất là đẹp luôn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại mặt trước của camera cho các bạn xem luôn nha. Đây là pho tượng của cô gái đây mọi người. Rồi, đi ra phía ngoài luôn. Các bạn có thể nghe đó là xung quanh mình không ai nói tiếng Việt hết. Toàn là tiếng Khmer không à. Rồi, quay một vòng cho các bạn xem nha. Đây là cô gái đang nu giữa biển luôn. Điều đặc biệt ở đây là pho tượng cô gái này không có mặc gì hết các bạn. Rất là bảo vệ thiên nhiên luôn, ha ha. Hiện tại có rất là đông người đến đây mọi người. Đứng ở cái vị trí này nè, các bạn có thể ngắm toàn bộ cái bãi biển Kép của chúng ta luôn. Đó. Còn ở phía xa xa kia giống như là những cái quán ăn mà mặt biển vậy các bạn. Và phía xa xa nữa là các hòn đảo nè. Thì mình biết là ở khu vực này rất là gần với cái đảo Phú Quốc của chúng ta luôn á. Có vẻ như là đây này mọi người. Ở phía sau của những cái hòn đảo nhỏ nhỏ đó nữa, đó là đảo Phú Quốc á. Nếu mà nhìn trên Google Maps á, là một cái mũi nhọn nhất, nhô ra xa nhất của khu vực mà gần Hà Tây nhất. Nhưng mà các bạn cũng có thể thấy là nước nó vẫn cứ đục đục không khác gì là nước sông luôn các bạn ha. Đi khám phá tiếp nha các bạn. Mới vừa vước vô đây thì đã phát hiện ra một đồng hương rồi, cùng quê với mình luôn.
Có điều anh này không phải là du khách mà anh sống và làm việc ở đây. Có chuyện gần giờ luôn á, tính cách lại cái. Chùa Hang hả? Đi ba. Nam đi 2 3 lần. Nè vậy. Về chùa Hang lại đúng không ạ? Rồi. Bởi vì anh nói tiếng Việt gần quá trời luôn. Hơn nãy giờ em không nói xấu ai ở đây. Không là chết rồi. Cảm ơn anh. Rồi bây giờ các bạn ơi hãy cùng mình mua bánh nha. Bánh kẹp. Bánh kẹp ha. Em mua một cái được không? Một cái. Một cái 1.000. Cái có 1.000 hả? Vậy thôi lấy anh lấy hai cái đi. Hai cái đi. Rồi, cái có 1.000 rồi các bạn. Một cái có 1.000 thôi nha. Cho nên là mình lấy ba cái luôn. 3.000. Này là cái đó là 10.000 đó. Đủ đúng không? Cái gì đủ? Dư. Thì đó là. Rồi bây giờ mình sẽ có thêm những cái tờ tiền khác nữa các bạn. Tại vì chị này sẽ thối lại cho mình nè. Sẽ có thêm tờ 7.000. Thối là 7.000. Không biết luôn á các bạn ơi. Đưa nhiêu là lấy nhiêu luôn á. Rồi bây giờ nè các bạn lại đây nè. Quay cách cô làm bánh, chị làm bánh ha. Đó các bạn. Ô nhìn đẹp lắm mọi người. Xẹt 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 như nè. Bỏ lên. Đó. Bánh này trong tiếng Khmer gọi là gì vậy? Không biết hả? Chị không biết tiếng Việt, chỉ biết một vài chữ thôi chứ không phải là chị hiểu không, anh nói. Trong tiếng Khmer. Không hiểu, chị không hiểu. Không. Chị không hiểu anh hỏi gì. Anh hiểu rồi. Ừ. Anh hiểu rồi. Chứ không phải là chị không biết cái bánh này kêu bằng cái gì. Ok, để mình ra ngoài này nha. Không có. Không có tên luôn, phải mình có tên mình kêu để chị đọc. Rồi, không biết nói rồi mọi người ơi. Rồi. Cái ở trên á, này nè, coi nè. Con đậm hơn. Cái này là chắc là dừa á. Mình nghĩ là dừa. Rồi này là bột. Rồi thành là bánh kẹp. Rồi ha. Bây giờ mình sẽ ăn thử tại đây luôn nha các bạn. Để mình coi thử mình dự đoán có đúng không. Dạ. Cô nói được một vài từ tiếng Việt à mọi người ơi. Chết rồi. Nó giòn tới nỗi mà mình mới cầm lên thôi là nó bị gãy luôn á. Rồi trong viên rồi. Không có bớt. Cắn nó gãy luôn á. Theo mình thì nó khá là ngọt nha các bạn, rất là ngọt luôn á. Và ở trong á có lẽ là dừa á, tại vì cái vị ngọt á nó gọi là nó áp đảo luôn cái mùi vị khác á, cho nên là mình không có cảm nhận được cái mùi dừa rõ lắm ha. Hữu định ở đây cả tuần nên mình đã mang khá là nhiều hành lý qua đây, giờ xách lũ khủ mệt ơi là mệt. Chắc là trước khi tiếp tục khám phá bãi biển kép này thì mình sẽ đi kiếm nhà nghỉ hay khách sạn gì đó để cất đồ đạc cho gảnh tay gảnh chân quá à các bạn, chứ xách nặng như vậy mệt muốn chết luôn rồi. Đây là khách sạn của mình đây. Các bạn thấy mình quay nhanh vậy chứ, thật ra mình phải đảo tới đảo lui mấy quận mới tìm được cái khách sạn này. Mà cũng ngộ sát bên biển kép, mà mình đi qua đi lại mấy lần mà không thấy. Nó đây, nó nằm ở trên một con đường khá là lớn, cũng khá là tiện để đi lại. Và được một cái là sau lưng của nó là một cái núi, nên khá là hữu tình và mát mẻ. Thì Hữu hiện tại đang đến được một cái nhà nghỉ ở view bên núi luôn các bạn. Lưng tựa dưới núi ha, còn mặt hướng ra núi luôn chứ không phải là biển nữa. Và nằm ở trên một cái vực cao nè. Và đây là cái khách sạn đầu tiên á, mình ghé lại luôn. Cho nên là mình thực sự là cũng không biết nó như thế nào nữa. Bây giờ các bạn hãy cùng mình đi vô trong hỏi thử coi giá phòng bao nhiêu nè, phòng như thế nào nè. Và có các tiện ích gì hay không ha. Rồi, đi lên nha. Giống như là đi lên núi vậy các bạn. Đầu tiên gặp ngay chị này, do chị biết tụi mình là khách nước ngoài, nên đã bẽn lẽn đi vào bên trong chạy thông báo với chủ. Hello. Are there any room available for two people? One? Yes. How much? But $25. $25. How much? Just a little 2%. 600 mấy. 600 mấy. 25. 600 mấy.
Ok, let's see about that. $25. Ừ, là 239. Ừ, 580 hả? Được không? Sau khi biết được giá thì mình có nói với chủ nhà là để mình và bạn của mình xem lại, có vẻ như ảnh sợ tụi mình bỏ đi hay sao ấy các bạn. Cho nên bớt xuống liền $5 là còn có $20 à. Dù tụi mình đã không có trả giá gì hết trơn nha. Okay, $20 is okay. 20. Yes. 20. Được ha. Okay. Okay. Okay, let me see the room first. Okay. Giờ thì đi lên coi phòng như thế nào, cầu chờ cho phòng nó ổn ổn để khỏi phải mất công đi tìm cái phòng khác nữa. Từ nhà hũ mà chạy đến đây đã cả trăm cây số rồi. Rồi thêm cái trời mưa trời gió cho nên ướt chèm nhẹp, vừa lạnh mà vừa mệt nữa chứ. Phòng rất là ổn ngoài sự mong đợi của tụi mình luôn. Ảnh không cần giữ giấy tờ gì hết, chỉ cần tụi mình trả tiền trước thôi. Do tụi mình không có tiền đô, chỉ có tiền cam, nên giờ phải quy ra tiền cam để trả cho ảnh như vậy nè. Lúc này mà ảnh có ăn gian tụi mình thì tụi mình cũng chịu luôn. Mà dễ gì, người cam cũng thật thà lắm các bạn, nên các bạn cũng yên tâm ha. Do you have any water? Water for drink. Yeah. And I have to pay that, right? Pay. Okay, thank you. Look, that's all, thank you. Đây là phòng của Hữu đây các bạn ơi. Ha. Thực sự là nó vượt ngoài cái sự mong đợi của mình luôn các bạn. Mình tại vì mình biết cái một điều á là bên cam á thì có giá trị hơn tiền Việt của mình rất là nhiều luôn. Nhưng mà cái phòng này á mình thuê chỉ có 480 ngàn thôi mọi người. Thì hồi nãy mình có sử dụng tiếng Anh với cái anh này á. Giả sử nếu mà nó có gì mà nghe ghê quá thì các bạn thông cảm bỏ qua ha, tại vì lâu lắm rồi Hữu không có sử dụng tiếng Anh lại. Này, mình chỉ có hai người thôi nhưng mà chủ phòng á cho mình luôn cả hai cái giường luôn mọi người. Không biết làm sao mà có thể nằm hết được nữa. Rồi bây giờ Hữu sẽ giới thiệu một chút xíu về cái căn phòng mà Hữu và cameraman của Hữu sẽ ở đây để quay phim cho các bạn xem nha. Đầu tiên là nó sẽ có một cái máy lạnh nè. Rồi và có thêm một cái tủ lạnh nho nhỏ nữa để cho các bạn có thể mua hải sản nè. Và đặc biệt là mua cua ha, mua ghẹ ở đây nè, tại vì đây là vương quốc của những con ghẹ mà. Đó, tiếp tục á, mình thấy cái này đặc biệt nè. Hồi lúc giờ mọi người, mình tưởng đâu á, nước suối này là của Việt Nam không các bạn. Thì qua đợt này chắc có lẽ đây là cái nhãn hiệu của quốc tế á mọi người. Cho nên là đi qua bên cam á thì nó có tiếng cam, còn đi ở Việt Nam thì nó có tiếng Việt thôi ha. Rồi, một cái tivi mà không bao giờ mình coi hết. Còn đây là cái toilet ha, nhưng mà trước khi bước vào toilet mình cho các bạn coi nè. Mình không hiểu tại sao mà nó rộng như vậy luôn á mọi người. Rồi để cái gì trong đây cho hết. Chắc kiểu như đi đông quá mà không có giường ngủ á, chui vô đây ngủ cũng được luôn á. Nó bự như một cái giường vậy đó. Rồi móc đồ mà sao mà móc đây, đúng không? Tiếp tục. Cái toilet thì khá là rộng mọi người ha, và rất là sạch luôn á. Được một cái là họ lát gạch á lên tới trên trần luôn, cho nên là nhìn nó không có dơ. Rồi, đây là điều mà mình nghĩ là mình mong đợi và các bạn cũng rất là mong đợi luôn. Là để ngắm nhìn cái view của chúng ta ha. Vân ơi, mở ra. Rồi, đi ra các bạn ơi. Wow, trời trong xanh nước long lanh. Chỉ có ta và ta thôi các bạn. Ở cái nhà này á, theo mình thấy là anh chủ anh đưa cho mình một cái phòng mà gọi là theo mình cảm nhận là đẹp nhất ở trong cái khách sạn này luôn, tại vì khách sạn của mình gọi là khách sạn bình dân thôi mọi người, nó không phải là quá cao cấp nữa, cho nên là cái phòng của mình á nó được như vậy là mình rất là thích luôn á. Tại vì với một cái là tại sao mà mình nói là đẹp nhất, tại vì ở đây nè các bạn có thể có ba view trong một luôn. Thứ nhất là view mặt đường, thứ hai là view núi, và nhìn xa xa kia chính là bãi biển đẹp nhất của khu vực kép đó mọi người, là cái bãi biển hồi nãy mình có chạy ngang qua cho các bạn xem đó. Rồi bây giờ bước vào bên trong ha, để tận hưởng lại cái không gian phòng của chúng ta một lần nữa trước khi tiếp tục tất cả cuộc hành trình của chúng ta ngày hôm nay. Sướng quá đi. Rồi đó, cái vụ ngủ nghỉ đã yên tâm rồi đó. Giờ là lúc chúng ta quẩy tưng bừng cái bãi biển kép này đây ha. Khách sạn của mình cách bãi biển chừng 200 mét.
nên các bạn có thể đi bộ ra tới bãi biển cũng được luôn. Đúng là nhìn từ trên cao như vậy, phải nói là biển của chúng ta cũng khá đẹp. Và điều ấn tượng nhất đối với mình là bãi biển này rất là sạch, gần như không có miếng gác nào ở đây. Trước khi đi xuống biển, cùng mình dạo quanh khu vực này một chút nha. Đường phố lúc này khá là đông vui nhộn nhịp ha các bạn ha. Ở đây là một cái xe kem, có các em bé đang bu lại mua nè. Còn đây giống như là một cái xe xoài lắc vậy, cà na đập nữa. Rồi, quá trời sầu riêng người ta bu lại rồi. Xe tới kẹt đường luôn á. Sầu riêng ở đây người ta bán xe xe mọi người. Chạy đi bán. Pancake nè. Hình như là giống cái bánh này vậy. Không thấy chân ra bán mọi người ơi. Rồi rồi, tới công chuyện rồi các bạn ơi. Mình thấy một điều đặc biệt nữa rồi nè. Đi nha. Một điều đặc biệt tại cái xề trái cây của cái cô này nè. Đó các bạn. Đây. What is this? Cambodia. Ok. How much? Bao nhiêu tiền? How much? Can you speak English? 1000. Ah. Per kilo or just one? Các bạn, đây là cái trái cái gì nè, mình không biết luôn á, thật sự luôn, chưa gặp bao giờ luôn. Màu vàng, nhìn nó tựa tựa như trái sung mà cũng rất là giống trái bồng bon luôn ha. Nè. Mình muốn hỏi cô thêm lắm nhưng mà có vẻ là hình như là cô không có biết tiếng Anh á các bạn, hoặc là biết tiếng Việt luôn cô cũng không biết nữa. Vietnamese, can you speak Vietnamese? Việt Nam. Không biết luôn, Rồi bây giờ mình sẽ mua nửa ký hả? Hai ký? Hơn ký đi, mua đi cho nhà ta luôn. Có ba đô la. Này các bạn, giống trái sung mà cũng giống trái bồng bon nữa. Tới công chuyện này không biết ăn sao luôn á. Có ai trên kênh mình đã từng gặp trái này chưa? Mình sẽ mua thử bao nhiêu đây nè mọi người. Nếu mà cảm thấy ăn ổn á, mình sẽ mua hết luôn. I want to eat. Một ký đúng luôn á các bạn. Bây giờ là cô cắt cho mình ăn thử nè, quay cho sát lại. Hay co, I don't know. Rồi. Đó. Ý. Giống trái măng cục quá vậy. Các bạn ở bên trong á thì nó lại giống trái măng cục nha, coi nè. Thấy nè, bên đây nè. Ừ, đúng rồi. Đúng không? Y gan trái măng cục luôn. Nè. Cái muối ở bên trong cũng ghé măng cục nữa. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Cái mùi á thì y gan là trái mùi cái bồng bon luôn. Mùi y gan bồng bon luôn. Mà muối thì giống măng cục, còn cái vỏ thì giống trái sung với trái bồng bon. Chua lắm cái trái muối. Chua. Rồi, y gan trái dâu đất luôn á các bạn. Hãy giống cái này nè. Y hệt luôn. Cái hộp nó bự lắm à. Các bạn thấy không, cái hộp nó bành bành vậy đó. Đó. Không biết gọi là trái gì luôn. Tại vì cô gọi tiếng Campuchia gì mà con gì các bạn. Dài lắm. Rồi, bây giờ mình sẽ mua thêm một ký nữa. Rồi, tới công chuyện ơi các bạn ơi. Đây. Quá. Bây giờ Hữu đã hết bỡ ngỡ với cái trái này rồi ha các bạn. Tại vì Hữu đã từng một lần nếm thử trong đời lúc mà đi làng chăm á. Cái tập phim đó mình có quay lại cho các bạn xem luôn á. Nếu mà bạn nào chưa xem thì cứ xem ha. Trái này là trái xì quách, hoặc là trái cám.
chị quách trong tiếng Campuchia á, còn trái cám ở trong tiếng Việt của mình. Chị nhớ là giống như trái mãng cầu. Cổ nói xà bách luôn kìa. Xà bách. Bách. I want to see inside. Trời, có mua không? Một trái vậy là 2000 nha các bạn, mà tại vì mình không có chắc phải là trái squash không, tại vì cái mùi nó hơi khác khác. Đó. Chắc bằng chắc. Nó khác nha. Trái này trái gì trời? Nếu là trái squash sống hay sao á các bạn? Trái cám sống á. Phun cái hộp nè. Nè. Chua hay à? Không chua. Lạc hay ngọt gì hả? Má chát ngậm như chuối, như chát gì các bạn. Ơi khó ăn quá. Chát ngậm à, chát xà quách. Cái mùi của xà quách. Nhưng mà kiểu như mùi chát non hay sao á. Mà chát ngậm à, khó ăn lắm luôn. Rồi á, xong khuyên rồi á, bỏ rồi á. Rồi. Không hết. Cái trái đầu tiên, cái trái mà giống trái bòn bòn. Sau khi mình về lại khách sạn thì có tìm hiểu thì mới biết người Việt mình gọi trái đó là trái xấu, hay còn gọi với cái tên gọi khác đó chính là trái măng cụt rừng Campuchia. Ăn thì cũng được được, chua chua ngọt ngọt, nhưng mà chủ yếu là nó lạ mọi người. Mình mua nhiều như vậy là để cho mọi người một ít ăn cho biết nè. Mình thấy anh này anh đang dở lưới giăng cá nè mọi người. Ủa dở cá giăng lưới chứ. Nó lộn thành dở lưới giăng cá. Nè bạn, dính cũng khá khá cá ha. Hello. Mấy con cá ghìa mọi người. Đây là số cá mà anh dính được nè. Mấy con cá ghìa các bạn. Anh dở nè. Đây, đây là cá ghìa của ảnh nè. Có con cua nữa kìa. Rồi, đây là mấy con cá khác. Cuộc sống của ngư dân ở bên Campuchia ha. Xin chào các bạn của Hữu nha. Và hiện tại Hữu đang đến được cái quảng trường trung tâm của khu vực bãi biển kép này rồi đó các bạn. Thì ở khu vực này các bạn có thể thấy là một cái biểu tượng ha. Mình đoán thôi chứ mình không biết chắc nữa. Thì có vẻ đây chính là cái chữ mà tôi yêu kép đó các bạn. Tại vì cái chữ của người Khmer nó uốn éo á. Rồi ha các bạn, tiếp tục cùng mình đi khám phá bãi biển kép này ha. Bãi biển đẹp nhất ở đây luôn. Những bước chân đầu tiên đặt vào cát của biển này. Rồi bây giờ các bạn tiến sát ra mé biển để xem cát ở đây như thế nào nè, rồi màu nước như thế nào nữa. Đây các bạn, cát ở đây thì nó thường thường sẽ phần lớn là màu vàng ha, nhưng mà lâu lâu nó sẽ có những cái vệt đen nữa. Thì theo mình nó không phải là đẹp xuất sắc, nhưng mà cũng khá là ổn. Tại ở khu vực phía nam này nè, thường thường là sẽ không có bao nhiêu bãi biển đẹp đâu. Như khu này nè các bạn, nó đen thù lùi luôn nè. Ở phía ngoài thì nó sẽ nhiều sỏi hơn. Và được một cái là theo mình nước nó cũng thuộc dạng ổn á mọi người. Cũng hơi trong trong một chút xíu nữa. Ở ngoài kia người ta có mấy cái phao để cho các bạn tắm an toàn nữa nè. Còn bên đây là một số cái hàng ghế để du khách có thể mà ngồi, vừa ngồi mà vừa uống nước luôn á mọi người. Còn đây là một số cái dịch vụ mà các bạn có thể thuê để sử dụng cho khi đi tắm biển nè. Ví dụ như áo phao, rồi phao, con vịt, con chó, con mèo, hoặc là một số cái thuyền luôn. Ví dụ như ở đây có thuyền gì, không biết thuyền gì nữa mà. Không giống thuyền kayak mà cũng không có giống thuyền của Việt Nam mình luôn. Đây mọi người, nhìn nó ngộ thì chứ ha. Và một bãi biển rất là dài ở đằng đó nữa. Cái này chơi vui nè mọi người. Cái này nè, cái này dạng như là phao vậy đó. Và rất là nhiều người ngồi lên trên đây nè, và cho một cái cano hay bobo gì đó nó kéo đi. Rất là đã luôn á. Các bạn ơi, hiện tại ở trên bãi biển mình thấy có một số cái hoạt động này rất là thú vị luôn. Và thực sự là mình cũng không biết là
các bạn trẻ này nè, các anh chị cô chú này nè đang làm gì nữa. Đây là các bạn. Thì mình thấy họ dùng một cái máy gà và một cái len để xúc ở đi xung quanh cái bãi biển này nè. Thì theo cảm nhận ban đầu mình suy nghĩ có lẽ nào là các anh này đang kiểu như là đào vàng á mọi người, kiếm vàng của du khách mà khi mà tắm biển ở đây nè bị rơi xuống nữa. Thì không biết là như thế nào, để mình hỏi thử ảnh xem sao nha. Hello, what are you doing? What is it? You find the gold? That? Họ tìm vàng thiệt đó mọi người. Bây giờ mình cố gắng tiếp cận ảnh để coi thử ở trong cái lọ của ảnh á, chứa rất là nhiều đồ luôn, để mình xem thử ở trong đó chứa những gì nha các bạn. Kiếm vô đây nè. Hình như là anh ta tìm được cái gì vậy đó các bạn, cho nên là đứng rất là lâu luôn, kiểu như máy phát tín hiệu á, đã truyền tín hiệu lại đó. Khi mà phát hiện xong ha là thúc vô nè đó, các bạn thấy không, rồi dở lên và tìm ôi nước văng đó. Để coi thử anh dính cái gì nha. Tất nhiên là rất là nhiều sỏi đó mọi người, trong đó trong sỏi thì nhiều khi nó sẽ có vàng rồi ốc rồi con này con kia nữa. Có gì mới rồi không biết nữa nè, em quay vô đây mình nè. Nè các bạn, à không thấy các bạn ơi. Mình thấy coi, thank you so much. Mình thấy là hình như là có một cái nhẫn bằng vàng hay sao á, và mấy cái đồ mà bật cái lon bia lên đó các bạn ha, và nhiều thứ khác lắm mà kiểu ảnh hơi vội á, cho nên là mình không có kịp mà quay phim nữa nha các bạn. Rồi bây giờ tiếp tục cuộc hành trình của chúng ta đi đến bãi bên kia nha. Tới khúc này hết biển thì tới khu vực của các quán ăn, của các nhà hàng. Không biết là qua cái mũi này thì còn cái gì nữa không nữa, để xem luôn nha. Ở cách chúng ta khoảng chừng 5 cây số là một cái chợ lớn nhất ở đây. Và chợ này có tên là chợ Cua Gà, chuyên bán hải sản và đồ ăn bản địa. Để sáng mai mình cũng sẽ đi đến đó và quay lại cho các bạn xem luôn nha. Còn giờ thì về lại khách sạn tắm rửa, nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị khám phá bãi biển này về đêm, cũng như ăn những món ăn đặc sản ở nơi đây. Mặc dù ở nơi đây là một khu du lịch khá có tiếng ở Cam, nhưng mà nhìn chung mọi thứ vẫn chưa thật sự phát triển. Mà một ví dụ điển hình là màn đêm lúc này như bao trùm lấy toàn bộ khu vực này, chỉ có một vài ngọn đèn đường đang được thắp sáng. Giờ thì chạy xe máy dạo vài vòng với mình để xem cuộc sống về đêm ở nơi đây như thế nào nha. Bên phải của mình là hàng loạt các võng được cho thuê, có vẻ như cho thuê luôn qua đêm, để cho các du khách muốn tiết kiệm chi phí cũng có thể ở đây. Mà mình thấy hình như là không có ai hết các bạn, đúng kiểu vắng tanh như chùa Bà Đanh luôn. Rất là nhiều võng nhưng mà không thấy được mấy người hết trơn. Wow.
Sau khu võng là tới khu các hàng quán, mà nó cũng vắng tanh không khác gì chỗ mấy cái võng. Mình ở đây mấy ngày thì thấy cuộc sống về đêm ở đây khá trầm lặng, gần như không có hoạt động gì về đêm, không có các quán cà phê, vũ trường, bar, không có hội chợ và cũng không có khu chợ đêm luôn. Nên ban đêm chỉ có thể dạo vài vòng, ăn một vài món rồi về ngủ thôi các bạn. Mới thêm một cơn mưa ngang qua là mọi thứ càng trở nên vắng lặng hơn. Chạy mới ra trung tâm khoảng chừng một cây rưỡi thôi mà đèn đốm gì đã tắt hết rồi. Trời ơi, một màn đêm đen kịch luôn mọi người. Không có một cây đèn đường luôn á, mặc dù là đang ở giữa cái trung tâm luôn. Ghê thiệt chứ. Cái ánh sáng đằng kia có lẽ là cái khu vực của chợ ghẹ, chợ cua mọi người. Thôi chị lẹ lẹ qua khúc này nha, nhìn chứ thấy ghê quá. Giờ này mà ai sắn ngang một cái ha, cái hồn vía lên mây hết, không có một bóng người luôn á. Thôi quay lại khu vực trung tâm bãi biển kép nào mọi người. Biển về đêm mới yên bình làm sao. Mà nhìn hơi sợ sợ mọi người, vì một bãi biển dài như vậy gần như không có một bóng người. Hên là đi hai người, chứ đi một mình thì mình chắc là sợ ma lắm luôn. Còn giờ thì kiếm một vài món ăn đặc sản ở nơi đây, trong cái thời tiết lạnh giá cô đơn này, cho ấm cái bụng cái nha. Thì mình thấy ở đây á, buổi tối nó hơi trầm lắng một chút xíu thôi các bạn. Các bạn có thể thấy á, là đường phố lúc này á, rất là vắng luôn. Và theo mình á, về đêm của kép á, chỉ có hai hoạt động thôi. Một á, là các bạn có thể đi dạo bãi biển nè. Và hoạt động thứ hai á, là ăn vặt ha. Tại vì á, người thì vắng nhưng mà hàng quán thì rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ các bạn hãy cùng mình đến với một cái xe ăn vặt của các anh này ha. Để coi thử á, đó là món gì và ăn như thế nào nha các bạn. Đây mọi người. Egg with corn. Yeah. Vậy là cái bánh này mọi người nó có hai loại lận. Là một á, là ngọt ha, và còn hai á, là mặn luôn. Ví dụ như mặn á, thì các bạn có thể ăn với trứng nè. Em quay lại sát đây nè. Ăn với trứng hoặc với bắp. Còn mà ngọt á, thì các bạn có thể ăn với sô-cô-la nè. Rồi bây giờ sô-cô-la hoặc là hình như là có vani nữa mọi người. Hoặc là sigo nữa hay sao á. Mình đã gọi một cái món pancake mà mặn ha. Thì bây giờ các bạn hãy coi ảnh làm nè. Rồi đây nè, đây nè. Đấy đấy. Đầu tiên á, là mình thấy là ảnh chán ngang với một cái lớp bơ nha các bạn. Rồi ảnh đang quay cái bánh kìa. Anh ơi anh biết nói tiếng Việt không anh? Mình đang test thử ảnh đó nha. Vậy là ảnh không biết nói tiếng Việt rồi đó các bạn. Thấy ảnh không có quay lại luôn á. Anh ơi anh biết nói tiếng Việt không ạ? Rồi ha. Đó, sau khi mà chán cái lớp bột xong á, thì ảnh bắt đầu á để cái lớp bột đó lên trên cái chảo mọi người. À, rồi tiếp tục là một quả trứng. À, rồi chán cho nó banh banh ra ha. Ồ, thấy chuyên nghiệp chưa? Cái này là mình thấy á, thường thường ở trên các kênh đó, của Ấn Độ đúng mọi người. Ấn Độ đồ hay là kiểu mà chán chán banh banh như vậy nè. Rồi tiếp tục là bắp nè. À, mình rất muốn hỏi ảnh là cái bánh này gọi trong tiếng Khmer là gì á mọi người, nhưng mà không biết là ảnh có hiểu không nữa. Để mình thử ha. Sorry, how can I call that in Cambodia? How can I call that in Cambodia? Cambodia. Cambodia. Nom roti. Sorry. Nom roti. Nom roti. Nom roti. Ok, nom roti. Nom roti. Yeah. Bột. Bột. Dạ, bột. Egg không mặn. Anh nói là gồm có bắp và trứng. Mình dự đoán vậy thôi nha các bạn. Tại vì anh chỉ vô trong đó đó. Egg và Bô man. Ok, bô man here. Dạ. Bô man.
how much? Bao nhiêu? Bao nhiêu? 5,000. Dạ dạ, 5,000. Oh, very good. 5,000. Biết có một vài từ thôi, anh biết có một vài từ. Anh biết từ nào tiếng Việt nữa không? 5,000 an order. Biết từ nào nữa không? 5,000, 6,000, 7,000 an order. Xin chào and an order. 4,000. Rồi cái gì nữa không ạ? Vietnamese bắp. You know that? Bắp in Việt Nam, bắp trứng. Trứng. Dạ. Chuối. Dạ. Ở đó đó. Chuối spoil. À nãy chuối quá. Chuối spoil nè. How about that in Cambodia? Yeah. Yeah. Cambodian. Yeah. Cambodian là Katonatech. Katonatech. In Việt Nam cái xô. Cái xô. Yeah. Baco. In Baco. 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 Việt Nam. Meal là meal. Meal sữa. Sữa hay chi ta? Sữa hay là phô mai ta? Rồi, sữa vậy. Sữa. Dạ. Sữa nữa hả? Ủa, món mặn mà có sữa nữa hả? Ngộ vậy? Đây Milo. Milo. Milo đó, Milo in Việt Nam. Dạ. In the... Dạ, dạ, dạ. Wow. Họ làm trong giấy trắng luôn nha các bạn, chứ không phải là giấy báo nữa. Ankun, thank you là Ankun. À, Ankun, thank you. Right. Okay. In Việt Nam, cảm ơn. Cảm ơn. Yeah. Bye. Như vậy á là Hũ mới mua được một cái món ăn của kép hay các bạn của Campuchia ha. Đây là món đầu tiên nè. Rồi mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình với đến với món thứ hai. Không biết đây là món gì luôn mọi người, rất là lạ luôn. Hello. Biết tiếng Việt không chị? Biết tiếng Việt không? Việt Nam. Ủa, không biết mà trả lời không biết. Không biết mà trả lời không biết. Hay vậy. Ok. Rồi ha các bạn, có lẽ đây là một cái món mì xào của mọi người. Hỏi bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? 10,000. 10,000. Dạ dạ dạ. 10,000. 10,000 ha. 10,000 kia. 10,000. 10,000. Ok, một đô gửi mới đó. Chưa ra hả? Đây, chị bưng đồ ra. Ok. In Cambodian, what is it? In Việt Nam, it is mực, con mực. Mực, mực. But how about in Cambodia? Cambodia, mực. The same, giống nhau. Mực in Vietnamese and how about you? Campuchia, yeah. Mực. Mực. Yeah. Mực luôn hả? À? Kêu mực luôn. Mực luôn, giống nhau luôn. Yeah. Đều là mực hết nha các bạn. Rồi, ok. Mực. Cái này gì vậy? Chị sẽ xào ở trong cái chảo này nè các bạn. Người ở bên Campuchia, mọi người họ thường thường á là họ biết một chút xíu tiếng Anh nè. Và một chút xíu tiếng Việt, nhất là tiền Việt á. Ví dụ như 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 á, đếm tới 10,000 á. Thì họ thường thường là điểm tốt ha, rất là tốt luôn. Nhưng mà giả sử nói thêm một chút xíu là hết hiểu nhau rồi. Đó, đầu tiên là mực nè. Nếu cái món này mà 10,000 đồng á, thì suy ra tiền Việt của mình là khoảng 60,000 các bạn. Thì bạn cứ việc là nhân 6 lên thôi ha. Thì đúng nhất hơn là nhân cho 5,88 á, thì nó là chính xác nhất. Nhưng mà các bạn kiểu như mà tính cho nhanh á, thì cứ nhân 6 lên cho mình ha. Thì nó sẽ ra là cái số tiền ở trong tiếng Việt. Các bạn thấy một món ăn mà kiểu như nó cũng khá là đơn giản á, nhưng mà nếu mà quy ra tiền Việt á là khá là mắc luôn. Ví dụ như cái bánh hồi nãy á là 30,000 nè. Rồi cái này là 60,000 nè. Cái này có mực thì mình nghĩ là 60,000 thì cũng khá ok các bạn. Nhưng mà hồi nãy kìa mình đi mấy cái quán bánh kia kìa, có chút xíu mà chi ra tiền Việt là 40-50,000 không á các bạn. Ở bên đây là coi như là khá là hao tiền luôn á. Mình rất là muốn hỏi chị là bỏ cái gì trong đó nhưng mà chị không có hiểu. Không đâu. Cho nên là mình cũng không biết là chị bỏ gì nữa, nhưng mà cái mùi thì giống mùi tỏi lắm mọi người. Còn đây là bỏ, tiếp tục là bỏ ớt nè. Chị mới nhờ chị kia cắt giùm cái gói mì á.
Ôi thơm, thơm nực đồng luôn các bạn. Bột ngọt rồi tiêu nè. Chị ơi, định nói chị bỏ cái gì vô chị nói giùm em bằng tiếng Campuchia mà bây giờ không biết nói sao luôn. Ngon cái rau xào nè. Thơm lắm các bạn. Campuchia. Kami. 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 Mình đang ăn cái món gọi là Kami hả các bạn? Campuchia. Camilo. Camilo. Ha mì trụng rồi. Ấy, thì ra là cô này đem đi trụng mì các bạn. Ý, sao giống mì gấu đỏ vậy? Sao giống mì gấu đỏ của mình quá vậy các bạn? Có hình dấu gấu đỏ luôn nè. Phải không ta, lâu quá không ăn mì gấu đỏ cho nên là không có nhớ là rõ cái logo của mì gấu đỏ nữa. Get beer. Rồi rồi đúng luôn này. Nè, gấu đỏ luôn nè các bạn ơi. Ý, mì này của Việt Nam đúng không ta? Yeah, sorry sorry. It's Vietnamese, why? Because Mấy khá khmốn cà hòm. Xem mắc in ở đâu là cái gì? Để coi thử mắc in ở đâu nha. Việt Nam or Cambodia? Việt Nam. Ủa, phải không? Chắc mày ở đây coi kỹ lên coi. Tại vì chị chỉ vô cái gì á chứ không. Ý làm coi cái anh Bình Dương nè. Ồ, Bình Dương nè. Bình Dương Việt Nam nè. Thấy chưa các bạn, sản phẩm của Việt Nam mà qua tới Campuchia luôn. Nhiều nào. Lắm, nhiều sản phẩm. Các bạn, hồi nãy mình có thấy cái chai nước rửa chén á, cũng là bỏ của Việt Nam mình luôn. Bỏ cái đèn xuống. Đó, thì tiếp tục là cái gói mì này nè. Cũng ở Việt Nam mình luôn á, bởi vì mình thấy nhìn thấy gấu đỏ nè. Việt Nam. Việt Nam. Này các bạn. Rất là ngon nha. Chị biết cách á, có nghĩa là để mì ở dưới á, rồi sau đó mới để mực lên, kiểu như cố gắng làm cho nó hấp dẫn á các bạn. Tại vì nếu mà để lộn xộn thì mình không thấy mực thì mình cảm thấy không có ngon á. Còn chị sắp xếp ra cho đàng hoàng mà để trong cái thố luôn. Có nắp đồ nữa nha. Rồi không biết sao ăn nữa nè, có đũa không? Có đũa, có muỗng kìa. Có đũa không Lan? Mình cầu cho có đũa chứ bây giờ không có đũa không biết sao mà ăn nữa, muỗng thì nó khó ăn lắm. Có đũa. Trời hôm qua tới bây giờ mọi người mình đi ăn toàn là đĩa với muỗng không mà lần đầu tiên gặp cái đũa luôn á. Campuchia. Mà tay. Mà tay. Co pho là đường. Co pho giống như cơm pho vậy các bạn. Là đường ha. Ok. Rồi nè, đây là một số thứ nữa nè. Gói đu đủ kìa. Gói đu đủ. À, ăn gói đu đủ không? Gói đu đủ. Chị bán luôn hả? Bán. Gói đu đủ. Ok quanh. Không biết luôn các bạn, chị có bán gói đu đủ luôn. Bao nhiêu một phần ạ? Không, bao nhiêu ạ? Mới 5.000. 15.000 hả? Cái này là nhiêu? Cái này 10.000. Mấy kệ ăn. Để em có thể chèn ngang trước thôi. Em quay từ từ thôi, đi chậm chậm. Món khác các bạn, hồi nãy xào bằng cái chảo này nè, còn bây giờ là xào trong cái giống như cái xô vậy đó. Cái có giống có của Ti Thi nè. Có của Ti Thi đó, đó các bạn. Bữa đây là chưa chín gốc lắm, hình như cái này của Thái Lan hả? It's Cambodia or Thái Lan. Cambodia or Thái Lan. Bằng cái kem. Thái Lan, bọc là hồng, thắt papaya. Papaya salad. Biết luôn mình nghe không? Đỉnh. Các bạn rồi
rồi dầm ra giống gỏi ti thi ở Sài Gòn không các bạn. Mà như ở Sài Gòn á, nó có luôn cả ba khía nữa mọi người. Mà ở đây mình nhìn sơ ngang thì không thấy ba khía, không biết là chút xíu nữa chị có bỏ vô không nữa thì mình không biết nữa. Nhưng mà ở đây thì mình chưa thấy ba khía nè. Nhưng mà có đậu phộng. Rồi đậu đũa. Có đậu đũa nữa hả? Đúng rồi. Ngộ ha, đậu đũa mà đậu đũa sống luôn nha các đúng bạn. Rồi. Mình thật lòng á là mình chưa ăn gỏi ba khía ở Sài Gòn luôn. Rất là ngạc nhiên đối với mình á là nó có luôn cả cái đậu đũa nữa. Cái gì vậy? À, nước me hả ta? Me đúng không? Quá biết. Mắm. Dạ dạ dạ. Mắm ruốc. Mắm ruốc. Ờ, mắm ruốc các bạn. Rồi đây là một thử thách đối với bụng của mình nè. Tại vì vừa chua mà vừa có mắm ruốc nữa. Ba khía. À ba khía đây, ba khía đây nè. Gần gần trước. What is that Cambodia? Đám prai. Đám prai. Lam cha. Đám prai. Ngon lắm các bạn. Giống gỏi đu đủ luôn rồi đó. Mình thật sự là mình không biết là cái món này nó bắt nguồn từ ở Campuchia hay là Thái Lan nữa. Tại vì Campuchia với Thái Lan á, nó họ chia sẻ nhau rất là nhiều thứ giống nhau trong văn hóa ha các bạn. Và thật sự luôn thì có những cái sự mà tranh chấp á, ví dụ như cái môn võ của Campuchia và Thái Lan á, thì các bạn biết là trong cái đợt SEA Games vừa rồi á, thì hai bên cũng có một chút xíu gọi là mâu thuẫn chút xíu ha. Thì mình nghĩ là cái món này mình cũng đang phân vân á, là không biết là đây là cái món gốc là ở Campuchia hay là món gốc ở bên Thái Lan nữa. Thì sau khi bỏ ba khía vô nè, rồi chị bỏ tiếp tục là mực rồi chanh đó mọi người, nhìn rất là hấp dẫn luôn á. Nè, em quay lại gần cho mọi người xem đi. Hình như ở bên Việt Nam không có mực đúng không ta? Mình coi mình nhớ mãi mãi thôi à, mình nhớ có ba khía thôi à. Rồi tới cà chua nữa nha các bạn. Nhưng mà không biết nữa. Bây giờ có mặt luôn. Cái này là đu đủ với rau muống đúng không ta? Quay đây nè, phải rau cuồn. Gà cuồn là rau muống đó các bạn ha. Hình như bên mình không có rau muống ta ơi. Quá trời các bạn ơi, một xô chành bành luôn á, một cái chậu luôn á. Bên Tây Thi là dầm dữ lắm luôn, bên mình bên đây là dầm có bớt rồi đó. Rồi tới rau găm đúng không vậy? Đúng không, đúng không, đúng không? Đúng rồi, rau găm nha các bạn. Cần dặn chứ, dầm sắc bên luôn. Đó, sau khi sau đó là hoàn thành món ăn là bỏ vô trong cái thố nữa. Vậy là mình đã có 3 món nha mọi người. Thấy gì mà nhiều lắm mọi người. 15.000 đồng cho một cái món này nè. 15.000 ria đó, cho một cái món này là bao nhiêu tiền Việt ta? 10.000 á là 60.000 rồi, là 30.000 nữa là món này là 90.000 á các bạn. Thì các bạn nếu mà quy đổi qua tiền Việt á, cảm thấy cái mọi thứ đều rất là mắc ha mọi người. Cho nên là bạn thấy gì á, cái mức sống của bên Cam á, theo mình đó nha, cảm nhận á là cao hơn người Việt mình luôn. Tiền đồ á, bên Việt Nam mình qua bên đây xài là nhót lắm luôn á. Ngồi đây được không? Say, đây. Bye bye. Bye bye. Thank you. Rồi các bạn ơi, chắc là mình nghĩ một buổi tối mà mình ăn 3 món thôi là kiểu đã đủ rồi đó mọi người. Cho một buổi tối ha. Thật sự là... Tại sao vậy hả Mèo? Tao mới vừa ngồi xuống à. Mày đã có cái hành động gì đó. Hả Mèo? Trước mặt tao luôn. Thôi kìa các bạn kìa, con mắt nó làm như là nó vô tội lắm vậy. Mày biết tao mới vừa ngồi xuống đây tao định ăn không? Nó chưa kịp ăn nữa mày đã chiêu đãi tao một cái món gì vậy đó hả? Quá đáng lắm luôn á. Hả? Ôi là trời nè, mới vừa ngồi xuống chưa kịp mà soạn văn soạn chương để nói chuyện luôn các bạn. Mà không mắc cỡ luôn á. Quá lắm rồi, quá lắm rồi. Ba món mình mới vừa lựa. Đây là món ngọt. Không, này nó lỡ lỡ mọi người. Vừa có trứng mà lại vừa có gọi là có sữa nè. Rồi có thêm cái gì nữa nè. Mà nó vừa ngọt ngọt và mặn mặn mà mình nghĩ là nên ăn cái món này của sau cùng ha. Bây giờ mình sẽ thử món mì trước nha mọi người. Đây phải mì không ta? Có mít rồi đúng không? Nè. Ăn thử nha. Thôi để mình lựa con mực ăn trước đi cho nó ngon.
Thanh keo. Có tỏi nè mọi người. Nếu mà ai ăn vị ở miền Tây á, mình nghĩ á là rất là hợp khẩu vị luôn, tại vì nó hơi ngọt ngọt nhẹ ha. Nó có đường á, ngọt ngọt á, thì nó cũng tự tự như mì xào của Việt Nam mình thôi mọi người. Mà nó thơm hơn, giống như là mùi tỏi á, nó rất là nhiều luôn. Rồi. Bây giờ tiếp tục thử món thứ hai. Hồi xưa mình lúc mình coi kịch của ở hải ngoại mọi người, của Văn Sơn Bảo Liêm á, thì mình có nghe một cái bài hát á là gì, ba kiến thơm cứ đem dầm đu đủ, là nói về cái món này nè. Hả? Các bạn thấy gì chứ, nó nhiều dữ lắm luôn á mọi người. 90 ngàn mình thấy cũng xứng đáng mà đúng không? Nè mở ra, quay gần gần lại. Cái gì? Cái gì hả? Nè các bạn, một cái thao quá trời luôn á. Bữa hổm á, mình ở Sài Gòn á, mình rủ mấy đứa bạn mình á đi ăn quán của TT á, mà rủ hoài luôn không có đi được. Bữa thì mưa, bữa thì đứa bạn, bữa này kia, rốt cuộc á là mình chưa ăn được cái gỏi của TT luôn á. Mà bây giờ mình nhớ á, là mình đã từng ăn cái món này rồi một lần, là ở trong một cái đoàn lô tô của mọi người, lâu rồi ha. Mà lúc đó ăn thật lòng nha, mình nói thật sự á, mình ăn thấy không có ngon, nó tanh lắm, cho nên là mình cũng không có ấn tượng gì hết trơn á. Bây giờ mới ngồi nhớ lại á. Rồi đầu tiên nè, có ba ký nè mọi người. Ba ký là một trong những cái mắm á, cũng khá là thân thuộc với người miền Tây á, nhưng mà mình lâu lắm mình không có ăn, mình không có dám ăn. Bây giờ mình ăn thử nha. Nếu mà ăn ai mà ăn gỏi ba ký á, của miền Tây á, là cái này y hệt luôn nè, mà nó ngon lắm các bạn, nó vừa ăn lắm luôn á. Còn này là đu đủ nè. Đến cắt á còn còn đây là mực chua chua các bạn. Nếu mà chắc mình nghĩ là trong kênh của mình chắc là rất là nhiều người đã ăn món này rồi, cho nên là bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn chưa ăn ha. Đây mình ăn đậu đũa nè. Lạ lắm mọi người, tại sao mà trộn gỏi mà lại có đậu đũa nữa. Khi mà ăn đậu đũa nó giòn á, nó kêu gột vậy đó. Đậu phộng á. Tối mình nó là rất là ngon luôn, khá là ngon luôn á. Cái càng cua nè, càng ba khía chứ, thấy chưa. Rồi ha, giờ tiếp vào tục tới món thứ ba nha. Nhiều quá để ăn sao mọi người ơi, để tiết kiệm thời gian cho mọi người nữa. Từ lúc mà nó giòn mà bây giờ nó mềm mụn mềm mèo luôn á. Bởi vì khi mà ăn phải có chiến thuật nữa các bạn, nên gọi cái món nào trước. Ví dụ như đầu tiên là phải gọi món này nè, món ba khía, tại vì nó không có bị gọi là mất ngon theo thời gian á. Mà bây giờ cái bánh nó mềm mụn luôn rồi mọi người, từ giòn mà bây giờ thành mềm luôn rồi. Đó, ơi. Trong này có bắp nè mọi người. Theo mình đó, bánh này nên ship là bánh ngọt nha các bạn, tại vì cái hậu ngọt nó nhiều hơn là cái hậu mặn. Và cái vỏ ngoài á, thực ra thì nó giống y hệt là bánh bông lan vậy á, cái mùi nó giống bánh bông lan vậy á. Rồi chỉ có thêm bắp đồ này kia nè, với thêm sữa thì nó sẽ béo hơn ha. Bánh này giống rất là giống bánh ngọt luôn. Rồi, mời các bạn tiếp tục ăn với Hữu luôn nha. Ở đây có nước chấm nữa nè, mà không biết ăn nè. Vừa ăn mà vừa ngắm cảnh biển luôn các bạn. Một số người thì họ ngồi xuống dưới cái chòi sẵn, còn một số người giống như mình á thì ngồi trên cái bể hàng. Mà rất là tội nghiệp một người, các bạn biết ai không, cameraman nhịn á, chưa có ăn được gì hết trơn á, nhưng mà phải ngồi vừa nhịn đói mà vừa quay cho mình nữa. Rồi mời cameraman luôn.
Các bạn ơi, mình vừa phát hiện ra một điều á, là bạn Kamegaman của mình á, bạn Khởi á, là người miền Tây nhưng mà chưa một lần nào ăn mắm ba khía hết các bạn. Cho nên là đây là lần đầu tiên của bạn luôn ha. Rồi bây giờ bạn có thể ăn một miếng ba khía và nêu cảm nhận của mình nha. Bạn nói lớn lớn xíu nha, tại vì cái camera nó hơi xa bạn xíu. Nhìn nó ghê quá. Con này giống con nhìn nhện đúng không? Rồi. Theo mình biết á, thì những cái người mà đầu tiên ăn ba khía á, thì sẽ thấy rất là tanh. Mà ổn là không ăn được. Nó nhợn nhợn, nó nhớt nhớt á. Nó mềm mềm mà nó tanh tanh. Gì hả? Nói chung là không, chắc không ăn được. Mình á, thì mình là người miền Tây nha các bạn. Tanh nó không ăn được. Nhưng mà mình ăn quen nè, mình ăn mình cảm thấy không có tanh lắm. Mình ăn thì mà không có tanh luôn, mình thấy nó ngon nữa. Nhưng mà mình chỉ kiểu như mình sợ á, mình không dám ăn. Giờ ăn rau, ăn đu đủ. Rồi. À, như vậy là một bạn đã bỏ cuộc rồi đó mọi người. À, để ăn được món này mà chắc cũng gần chính gốc á, thì mời các bạn đến với kép ha, để được thưởng thức cái món mà một bạn miền Tây á ăn không được nè. Rồi mời các bạn ăn tiếp nha. Và đó là tất cả những gì về một ngày khám phá bãi biển Kép xinh đẹp của chúng ta từ sáng sớm cho đến khi trời tối muộn. Dù là một vùng biển còn khá là đơn sơ, nhưng cũng có khá là nhiều điều thú vị để khám phá đúng không các bạn? Chia tay với bãi biển Kép này, tập tiếp theo Hữu và các bạn sẽ đi đến khám phá ngôi chợ Cua Ghẹ, ngôi chợ lớn nhất ở nơi đây, chuyên bán về thủy sản và các món ăn của người bản địa. Tại ngôi chợ này, Hữu không những được trò chuyện để hiểu hơn về con người nơi đây, mà còn đã tự mua cho mình gần hơn 10 món ăn, trong đó có rất là nhiều món độc lạ mà Hữu chưa từng ăn bao giờ. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh Hữu Du Hà này để tiếp tục đồng hành cùng với Hữu. Và cũng đừng quên ủng hộ mình bằng cách like, share video này. Còn giờ xin tạm biệt và hẹn các bạn ở video tiếp theo nha. Xin tạm biệt.